Ngày 2 tháng 12, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân 63 tuổi, ngụ Tiền Giang, bị áp xe buồng trứng, nhiễm trùng nặng. Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, nhịp tim bệnh nhân rất nhanh. Hình ảnh siêu âm ghi nhận nhiều ổ mũ trong bụng, dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết nặng, cần tiến hành phẫu thuật ngay. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, chủ nhiệm bộ môn sản, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trưởng khoa xanh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trước tình huống cấp bách, ekip đã lập tức khởi động phương án xử lý ngay trong đêm. Ekip mổ gồm bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, ngoài ra còn có sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bác sĩ của hai bệnh viện đã phát hiện trong khoang bụng bệnh nhân có gần 2 lít dịch có mũ xanh đặc, rất hôi, buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái bị phình to 15 cm, chứa toàn mũ đặc, dính sát vào đoạn cuối của ruột già. Các bác sĩ đã cắt toàn bộ khối áp xe và phát hiện mảnh xương cá dài 3,5 cm như một chiếc gai đã đâm xuyên ruột chui vào ổ bụng. Sau khi lấy xương cá ra, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tổn thương ruột. Đến sáng ngày 2 tháng 12, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định. Ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi, 55 tuổi, trú tại xã Y Bờ Hốc, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Lợi đã nhận ủy quyền, đại diện pháp lý cho một số người dân ở huyện Cư Kuin để khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân huyện Cư Kuin. Do không đồng ý về các quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Cư Kuin, nên Lợi đã sử dụng trang Facebook cá nhân liên tiếp đăng tải nhiều bài viết tố cáo. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng có kết luận giám định những bài viết mà Lợi đăng tải trên Facebook thể hiện hành vi đưa, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Hành vi này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân chánh án cũng như Tòa án Nhân dân huyện Cư Kuin. Bước đầu Trần Minh Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Minh Lợi trước đây là chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm. Năm 2017, đối tượng đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ và sau 2 lần xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 2 tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc đã xuống rất thấp. Tại Hà Nội, nền nhiệt phổ biến trong ngày là 18 đến 19 độ C, trời rét. Ban đêm, nhiệt độ giảm thêm 1 đến 2 độ C. Dự báo đầu tuần tới, nền nhiệt ở Hà Nội và miền Bắc có thể còn giảm sâu hơn, trời rét. Tại miền Trung, từ đêm ngày 3 tháng 12, mưa lớn ở khu vực này sẽ giảm. Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong tháng 12 này, trên Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra ở Trung Bộ. Từ tháng 12, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, các chuyên gia khí tượng cho rằng mùa mưa ở khu vực phía Nam đang dần kết thúc để bước vào mùa khô nóng. Tuy nhiên, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn cần đề phòng các cơn dông, mưa rào trái mùa xuất hiện vào chiều và tối. Chiều ngày 2 tháng 12, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ khuya ngày 1 kéo dài đến sáng ngày 2 tháng 12, mưa lớn cực đoan dồn dập ở thượng nguồn với lưu lượng khoảng 350 mm khiến Thủy Điện Hương Điền có dung tích hơn 820 triệu mét khối, không còn khả năng tham gia giảm lũ cho hạ du. Thủy Điện Hương Điền mất khả năng cắt lũ nên trong sáng ngày 2 tháng 12, lũ sông Bồ bên dưới Thủy Điện Hương Điền lên rất nhanh và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3 và hiện lũ bắt đầu rút nhưng còn chậm. Trong sáng ngày 2 tháng 12, một số địa phương vùng hạ du sông Bồ như Quảng Điền, Phong Điền bị ngập cục bộ. Nước tràn qua đường, gây ách tắc giao thông một số tuyến như tỉnh lộ, đường liên xã ở Quảng Phú, Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Phong An, Phong Sơn, huyện Phong Điền. Tối ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Phú Quốc cho biết đang tạm giam Lâm Hoàng Thưởng, sinh năm 2002, quê quán thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là một thiếu niên 16 tuổi, trú khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Theo kết quả điều tra bước đầu, Thưởng mới đến sinh sống trên địa bàn thành phố Phú Quốc khoảng 20 ngày. Tối ngày 1 tháng 12, Thưởng được nạn nhân gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhớ lại chuyện từng bị nhóm của nạn nhân rượt đánh, nên Thưởng mang theo dao với ý định trả thù nạn nhân. Khi cả hai đang uống nước mía tại khu vực Dinh Cậu, khu phố 2, phường Dương Đông, Thưởng kêu nạn nhân chở mình đi công việc. Đến khu vực vắng người qua lại thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Thưởng dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.